Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 17 tháng 2, Công an thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ cháy nhà làm 4 người tử vong xảy ra trên địa bàn. Thông tin ban đầu khoảng 3 giờ 40 phút sáng nay, đám cháy lớn xuất phát từ tầng trệt một căn nhà trong hẻm 623 đường Cách mạng tháng 8, phường 15, quận 10. Phát hiện cháy, người dân hô hoán cầm nhiều bình chữa cháy mini đến tiếp cận dập lửa. Tuy nhiên, đám cháy quá lớn, khói lửa bốc cao, kèm nhiều tiếng nổ khiến lực lượng tại chỗ tiếp cận bất thành. Lửa tiếp tục cháy lan sang hai căn nhà kế bên. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 10 đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Do nhà cháy nằm trong hẻm sâu, lối vào nhỏ khoảng 2 mét khiến việc dập lửa gặp khó khăn. Gần một giờ sau, đám cháy được khống chế. Kiểm tra căn nhà, lực lượng chức năng xác định có 4 người thiệt mạng, nhiều tài sản vật dụng bị lửa thiêu dụi. Đến 8 giờ 30 phút sáng ngày 17 tháng 2, lực lượng chức năng vẫn đang túc trực tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Theo nguồn tin ban đầu, vụ cháy khiến 4 người trong gia đình thiệt mạng. Danh tính các nạn nhân tử vong gồm ông LHD 56 tuổi, bà LTHT 47 tuổi, em ông D, bà NTHX 46 tuổi, em ông D và ông TQC 38 tuổi, bạn em của bà T. Họ ở cùng gia đình chung nhà, lúc cháy căn nhà khóa trong, có 7 người trong nhà, 3 người thoát được. Ghi nhận tại hiện trường, hiện lực lượng chức năng phong tỏa con hẻm dẫn vào căn nhà xảy ra hỏa hoạn để điều tra. Theo nguồn tin, bước đầu nghi một người đã khóa cửa rồi phóng hỏa. Tuy nhiên, vụ việc vẫn đang tiếp tục để làm rõ. Trước đó, cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, Công an thành phố Thủ Đức điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà ở đường Trương Dương, phường Liên Triểu. Thông tin ban đầu cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 3 giờ ngày 9 tháng 2, tức 30 tháng chạm. Đám cháy bùng lên tại một căn nhà ở đường Trương Dương. Lúc này bên trong nhà có 6 người, trong đó có một người đàn ông bị bệnh bại liệt. Người dân thấy cháy đến dập lửa kêu gọi những người trong nhà đồng thời gọi điện báo lực lượng chức năng. Sau đó, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Thủ Đức điều động xe và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Sau khi cảnh sát dập lửa vào bên trong thì người đàn ông bị bệnh bại liệt đã tử vong. Mạng xã hội mới đây chia sẻ đoạn clip ghi lại vụ đụng độ giữa tài xế Mazda 3 màu trắng biển kiểm soát 30G429XX và xe buýt xảy ra trên tuyến đường Hoàng Quốc Việt thuộc quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Tài xế Mazda cho dừng xe giữa đường, sau đó cầm hai con dao dài trên tay đi về phía chiếc xe buýt đang đỗ cùng chiều. Người này chém nhiều nhát vào phần lốp xe buýt phía dưới, sau đó quay về ô tô, nhấn ga đi thẳng. Khi tài xế này gây hấn, lái xe buýt cùng các hành khách cố thủ trong xe dùng điện thoại ghi lại sự việc. Theo những hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội, kính xe buýt bị rước một đoạn nhỏ, một phần lốp bị chém rách. Không rõ mâu thuẫn giữa hai phương tiện này là gì, tuy nhiên thái độ hung hăng của tài xế Mazda khiến nhiều người phải lắc đầu ngao ngán. Đúng là cả giận mất khôn, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho được việc mình chứ." Tài khoản Định Nguyễn bày tỏ. Các thanh niên giờ manh động quá, ăn miếng là phải trả miếng ngay mới chịu, đừng vì một phút nóng giận mà để sau này phải hối hận." Minh Trần viết. Thượng tá Nguyễn Bình Ngọc, phó trưởng công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bắc Từ Liêm, ngay khi tiếp nhận thông tin đã vào cuộc điều tra làm rõ Hiện tại, Công an quận Bắc Từ Liêm đã xác định được danh tính người điều khiển ô tô Mazda 3, xác định thiệt hại tài sản là 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, Chỉ huy Công an quận Bắc Từ Liêm Hà Nội cho biết hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân, triệu tập các bên liên quan. Khi kết thúc điều tra sẽ thông tin với báo chí. Chợ Viềng mỗi năm chỉ họp đúng một phiên vào ngày mùng 7 âm lịch. Phiên chợ Viềng năm nay diễn ra vào hai ngày cuối tuần nên người dân du khách đổ về càng đông. Từ 15 giờ, đường vào chợ Viềng đã tắc nghẽn và kéo dài cả cây số. Nhiều du khách đã chọn phương án gửi xe cách chợ vài km để đi bộ vào chợ. Bên trong chợ Viềng, người dân và du khách đứng chật kín các con đường. Lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt để phân luồng xe, hạn chế các phương tiện đi vào chợ nhưng lượng người đổ về chợ Viềng ngày càng nhiều, khiến cho giao thông khu vực này vẫn tiếp tục ùn tắc tới tận tối. Bên trong phủ chính, hàng ngàn người dân vào dâng lễ, dòng người xếp hàng vào lễ trong phủ chính luôn luôn đông đúc như thế này. Dù đông đúc nhưng tâm trạng của người dân vẫn rất thoải mái, không xuất hiện tình trạng chen lấn, xô đẩy. Nhiều người dân không muốn xếp hàng có thể đứng ngoài, bái vọng và sắp lễ. Đi chợ viềng để bán vận rủi, mua may mắn là một nét văn hóa của người dân Nam Định nói riêng và du khách thập phương nói chung. Đi chợ viền đầu năm được lưu truyền nhiều đời như một nét văn hóa đặc trưng của cư dân nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng, khi chủ yếu bày bán các loại nông cụ và loại cây trồng và đồ cổ, đồ cũ. Nét đặc trưng của chợ viền là người bán không nói thách và người mua cũng không mặc cả. Người mua và bán đều không quan trọng việc bán đắt hay mua được nhiều hàng. Ai đến chợ viền cũng đều với ý niệm mua may bán rủi cho năm mới bình an, may mắn hàng hóa chợ viền được bày bán trong các lều quán che tạm hoặc đặt bất cứ khoảng trống chùa lối đi nào đó trong chợ, đúng kiểu chợ phiên của làng quê Bắc Bộ xưa. Một tấm bạt trải ra, bày lên đó những thứ nông cụ được rèn thủ công, hay giam ba đôi quang gánh, vài chiếc thúng, cũng là góp phần vào nét chợ viền xuân. Theo ông Đỗ Văn Kỳ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vụ Bản, trưởng ban tổ chức hội chợ viền, dự kiến năm nay lượng khách đến chợ đông hơn so với mọi năm ban tổ chức quy định cụ thể từng khu vực kinh doanh dịch vụ trong chợ tổ chức hợp lý các bến bãi coi giữ phương tiện giao thông tránh hiện tượng nâng ép giá phối hợp ngành thành viên của ban chỉ đạo giải quyết xử lý tệ nạn hành khất cờ bạc trộm cắp đổi tiền lẻ kinh doanh hàng cấm trò chơi kiếm tiền bất hợp pháp trong thời gian diễn ra chợ viềng Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông suốt thời gian diễn ra phiên chợ, công an tỉnh Nam Định đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với công an các huyện, vụ bản Nam Trực huy động 100% quân số. Theo đó, hơn 300 cán bộ chiến sĩ công an tỉnh, huyện, vụ bản và các huyện được điều động làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự và các tình huống có thể phát sinh. Các lực lượng công an tổ chức 30 tổ cắm chốt cố định, một tổ tuần tra lưu động để tổ chức phân luồng hướng dẫn người dân các phương tiện cũng trong ngày 16 tháng 2, ông Phạm Gia Túc, bí thư tỉnh ủy Nam Định, đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức phương án bảo đảm an ninh chợ Viềng Xuân, huyện Vụ Bản năm 2024. Tại buổi kiểm tra, ông Phạm Gia Túc nhấn mạnh, chợ Viềng Xuân, Vụ Bản đã trở thành những địa chỉ du xuân không chỉ của người dân ở các địa phương trong tỉnh mà còn thu hút đông đảo khách thập phương. Chợ Viêng Xuân được tổ chức hàng năm nhằm bảo tồn và phát huy những tinh hoa văn hóa của cộng đồng dân cư vùng đồng bằng sông Hồng. Đây cũng là dịp người dân địa phương thể hiện những nét văn hóa đặc trưng hiếm có, được kết tinh ngàn đời nay từ bàn tay khối óc, đồng thời quảng bá tới du khách trong và ngoài nước về nét đẹp văn hóa dân tộc. Ông Túc cho biết. Vừa qua, Tổ công tác Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 4 Công an thành phố Hà Nội lập chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn trên phố Lọ Đúc. Để đảm bảo công tác kiểm tra xử lý hiệu quả, Tổ công tác tiến hành kiểm tra nồng độ cồn với những người điều khiển xe máy ô tô có biểu hiện nghi vấn. Sau khi kiểm tra nhiều người điều khiển xe máy và ô tô, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 16 tháng 2, tổ công tác phát hiện xe máy biển số 30K397XX do ông TVB ở quận Hai Bà Trưng Hà Nội điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Ban đầu ông B không chịu hợp tác kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông này thừa nhận buổi trưa cùng ngày đã sử dụng vài chén rượu thuốc để chữa bệnh đau lưng. Sau đó, người đàn ông này mang cả chai rượu thuốc cất trong cốp xe máy ra cho cán bộ tổ công tác xem, liên tục xin được bỏ qua lỗi vi phạm. Tuy nhiên, tổ công tác sau đó đã thuyết phục ông B chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn. Qua kiểm tra, ông B vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,048mg trên 1 lít khí thở. Tiếp đến, khoảng 14 giờ 40 phút, tổ công tác yêu cầu ông KVD, sinh năm 1970, quê Hà Nam, điều khiển xe máy biển số 90H485.XX, dừng xe kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả cho thấy, vi phạm của ông D là 0,036mg trên 1 lít khí thở. Phân trần với tổ công tác, ông D cho biết sáng cùng ngày ông có uống vài chén rượu, ông không ngờ tới chiều trong cơ thể vẫn còn nồng độ cồn. Khoảng 15 giờ, tổ công tác phát hiện tài xế LQH, sinh năm 1970 ở Hà Nội, điều khiển xe máy biển số 30F467.XX, có biểu hiện khả nghi nên yêu cầu tài xế dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra nồng độ cồn, tài xế X vi phạm ở mức 0,252mg trên 1 lít khí thở. Anh Hát cho biết trước cùng ngày cơ quan anh tổ chức khai xuân, anh đã uống một chén rượu, sau đó do phải giao hàng gấp nên anh đã điều khiển xe máy khi trong người có nồng độ cồn. Với mức vi phạm trên, cả ba người này sẽ bị xử phạt 2,5 triệu đồng một người, bị tước giấy phép lái xe 11 tháng và tạm giữ phương tiện tới 7 ngày làm việc. Chiều cùng ngày, tổ công tác đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 đã kiểm tra phát hiện 4 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Đây đều là các trường hợp tài xế xe máy vi phạm. Thiếu tá Nguyễn Mậu Trung, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 cho hay, ngoài việc bố trí lực lượng phương tiện tăng cường hướng dẫn, điều tiết phòng ngừa ùn tắc giao thông, các đơn vị cũng thường xuyên bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát còn kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc tai nạn giao thông, tăng cường xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm về nồng độ cồn nhằm phòng ngừa tai nạn. Theo số liệu của Công an Hà Nội, số trường hợp vi phạm nồng độ cồn tại Hà Nội trong ngày đầu Tết Giáp Thìn 2024 giảm rất mạnh so với cùng thời điểm Tết Quý Mão 2023. Trong dịp Tết vừa qua, Công an Hà Nội đã tổ chức 14 tổ công tác 141 và 22 đội công tác thành lập các tổ kiểm tra cùng với Công an các quận, huyện vào cuộc kiểm tra các vi phạm nồng độ cồn thời gian tới cảnh sát giao thông sẽ tăng cường lực lượng thực hiện quyết liệt việc kiểm soát xử lý đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn nhằm tạo chuyển biến tích cực tiến tới hình thành thói quen văn hóa đã uống rượu bia không lái xe